Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Phong thủy Gia Cát. Được sự cho phép của thầy Gia Cát, ngày hôm nay Diễm Quỳnh sẽ chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 5 sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin chúc mừng quý vị. Tháng 5 là một trong những tháng cực kỳ may mắn đối với quý vị. Sau bao năm khổ cực thì bây giờ cũng là lúc gia chủ Ất Dậu phất lên như diều gặp gió. Phần gia đạo của tuổi này có cực kỳ nhiều những điều tốt lành, gia đạo yên ấm, bình an, đặc biệt là trong tháng 5 âm lịch được yên tâm về gia đạo. Đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ khiến cho nhiều người phải ghen tị và cúi đầu ngưỡng mộ. Cho dù gặp cảnh đổ vỡ giữa chừng thì những hoàn cảnh tác động trước đó cũng có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng mà đến thời điểm này trở đi thì có thể phát triển không ngừng. Sự nghiệp tháng 5 sẽ thông được kết quả tốt đẹp, tiền bạc làm ra nhưng lại hao hụt vì những sự cố bất ngờ. Nhìn chung về sự nghiệp và tiền bạc có thể tạo được dễ dàng và nhanh chóng trong tháng 5 này. Và bên cạnh đó thì quý vị biết không ạ, tháng 5 quý vị còn có được quý nhân phù trợ nên các vấn đề trong cuộc sống của tuổi này phát triển rất tốt. Vậy nên quý vị cần phải nắm bắt thời cơ, đừng để tuột mất cơ hội này. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Và đồng thời quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước dưới suối. Người tuổi này có bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ và hoàn thiện được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng, song con đường họ đi luôn quang minh và chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng chính là điểm yếu lấy đi rất nhiều cơ hội của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật rất tốt, nhưng họ thường đi phê phán và đánh giá người khác thẳng tính, nên hay làm mất lòng người khác, bị gièm pha và nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có nhiều hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc, vì vậy nên họ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi, tuy nhiên tính cách cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên có nhiều phen lận đận. Xem tử vi tháng này, quý gia chủ Ất Dậu vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn rắc rối, chỉ cần giữ tâm trạng, tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc, nếu không có thể vướng vào những sự cố đáng tiếc. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt cho quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu. Tuy vậy, gia chủ cũng cần phải lưu ý, giữ gìn sức khỏe, tránh đi đến những nơi ẩm ướt, sông nước một mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Những người tuổi Ất Dậu có tính cách cứng cỏi, quyết tâm nên đa phần vẫn có thể tự giải quyết những vấn đề của riêng mình. Nhờ cách đối nhân xử thế phù hợp, bản mệnh tránh được những mâu thuẫn không đáng có, duy trì được trạng thái tinh thần, tích cực, lạc quan. Tuy nhiên trong một số việc quan trọng, bản mệnh nên trao đổi với con cháu trong nhà nhiều hơn, chớ nên tự làm theo ý mình nếu không dễ vướng vào rắc rối. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo chiều hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này được cát tinh chiếu mệnh nên người sinh năm 1945 vẫn sẽ có một khoản thu nhập nhất định. Một số người có nhà có đất hoặc đầu tư có thể thu được một khoản lời lãi kha khá để tiết kiệm và duy trì cuộc sống dư giả.
song bạn cũng không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này chính là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe cho quý vị gia chủ Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch năm 2022, không gặp vấn đề gì quá lớn. Để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, bản mệnh nên chú ý lao động vừa sức, rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, gia chủ không nên nóng nảy hiếu thắng, so đo được mất vì như vậy dễ gây tác động xấu đến thể chất và tinh thần. Các quý vị gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm bát bảo tâm kinh có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trên phương diện tình duyên, gia đạo tháng này mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia về cơ bản là ổn định, song những mâu thuẫn bất đồng vẫn có thể xảy ra. Khuyên hai người nên bình tĩnh lắng nghe đối phương, không nên nâng cao quan điểm của bản thân, không nên khăng khăng làm theo ý của mình, khiến tình hình thêm căng thẳng. Người cao tuổi cần tránh những tình huống tác động quá mạnh đến tâm lý. Mối quan hệ với người ngoài cần phải bình ổn, bản mệnh cần tránh những xích mích tranh cãi với hàng xóm, láng giềng nếu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày, ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, bản mệnh cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành. Các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi 1945 trong tháng 5 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!